Sau đây là video hướng dẫn cách nén bài và nén lên Dropbox và gửi bài qua cho thầy trong phương tiện dạy học. Đầu tiên là đào phần mềm nén và giải nén, thì em có tạo gửi cho anh chị là cái phần WinRAR và phần mềm nén và giải nén. Đầu tiên là anh chị lựa chọn cái phần tương ứng với cái máy tính là máy bit là 32 bit hoặc là 64 bit thì chọn một trong hai và mở lên và OK. Và đến nét tới là xong. Sau khi làm xong thì bắt đầu lấy máy và sau đó cái nó sẽ có được cái như thế này. Giả sử như em đã làm xong cái phần hot control nằm đây thì đến chuột phải nó sẽ hiện ra những cái công cụ là add tool, click vào đây mở ra công cụ đặt tên là hot control, đặt tên ví dụ như đặt tên em rồi tin chẳng hạn, rồi sau đó enter nó sẽ tạo ra một cái file bên đây và bây giờ em sẽ up cái file này lên, mở ra đây và mở ra file Dropbox, thì bấm nút ở đây là nút upload và bấm lên đây và bấm chọn show file và mở ra chứng minh OK và đợi nó chạy từ đây qua bên đây và xong. Và sau khi làm xong thì nó hiện ra cái file là phương tiện dạy học này, thì em rõ ràng em làm tập bài qua đây thì bấm chữ send ở đây, nó sẽ hiện ra một cái đường link và xong nhé. Tích chuột phải nó chọn sao chép và qua bên đây nạp bài và đứt vô nạp bài OK và ghi tên họ các anh chị bỏ vào đây, đây là xong xong OK. Cảm ơn các anh chị đã xem clip này.